Nó làm mình hết hồn á. Để mình đưa cái camera lại đó nha. Mình đưa camera lại cho các bạn xem. Nó hù vô một cái chút xíu nữa. Thấy gì không các bạn? Tối quá hình như không thấy gì phải không? Mình rửa cái pin ra nha. Gì tính tính ra thói gì mấy bạn, tối quá hình như không có gì không. Mình phải đi ra ngoài kia mình kiểm tra mới được. Phía đây là cái thì nha các bạn. Phía chỗ cái thì đó có hai cái mộ, hôm trước mình quay các bạn thấy rồi. Cái lỗ này nè các bạn. Cái gì đang tránh ở dưới đây không? Cái chai. Cái lỗ này nè các bạn. Mình bị dọa cái lỗ này mấy lần rồi. Ủa đây có cái cây rậm rạp ghê quá à. Cây rậm rạp ghê á. Cái áo lốc lét lung lay ghê quá à. Nhưng mà mình không có dám tháo xuống bởi vì của người ta nó sao ở y vậy. Rồi vô dễ 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 bị lắm. Rồi là coi thầy chỗ hai cái mã. Nhìn ghê không? Mình đi vô trong nha các bạn. Đây là cái đầu bên này của cái doanh trại bộ đội đó các bạn. Cái gì vậy? Trong này show ra hả? Sao mình có cảm giác như là cái camera mình nó bị giật giật vậy ta?
đứng ở ngoài mình thò camera vô. Hồi nãy mình ở bên kia mình nghe nó đùng đùng bên này. Mình qua mình nhìn mấy cái thùng là mình nghi nghi rồi. Thiệt luôn. Mình nghi nghi là vì nó kêu đùng đùng bên này mà qua rồi thấy không có cái gì. Mình nghi nghi rồi. Mình kiểm tra mấy cái thùng xem thế nào nha. Đâu có gì ta. Sao mà gớm quá vậy? Sao mà nó rớt được hay vậy? Hay là gió thổi? Nếu mà gió thổi thì mấy cái bao này nó phất phơ. Ờ đúng rồi, có phất phơ kia. Nhưng mấy cái thùng này cũng nặng, không dễ gì mà thổi ngã nó đâu. Vướng quá đi. Mình đi qua bên kia đấy. Qua phòng thử thách nha. Hồi nãy là cái khuôn mặt trắng nó ở chỗ đó đó các bạn. Mình vừa lò ra, mình vừa đưa cái mặt ra mình nhìn thử cái gì vậy đó. Thì nó nhìn vô một cái, trời ơi là trời muốn ngã ngửa luôn á. Ngã ngửa muốn xỉu luôn á. Mình đặt camera lại chỗ đó nha. À, để mà ngủ 24 giờ qua đêm đây thì thấy cũng rất là khó ngủ đó các bạn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cố gắng mình tiếp tục cái thử thách nha. Nói chung á thì ngủ qua đêm ở đây thì cũng khá hồi hộp đó các bạn, không phải dữ. Mình nghĩ rằng á là nên nằm cái đầu bên đây để nhìn ra cái phía bên cửa kia. Thôi nằm bên đây đi cho nó đỡ.
nó làm đồng đồng luôn vậy, theo bố không biết. Ở đó thì cường tâm linh rất là mạnh các bạn. Thì xem cái cường thử thách này thì mình chỉ tranh thủ mình đến đây mình cầu cơ và mình tìm hiểu nguyên nhân để mình cúng cho các vong linh ở đó nha. Bây giờ là mình cố gắng, nó làm đồng đồng bên mình qua mình nhìn thấy không có gì hết, mình cố gắng bây giờ nó làm gì kệ nó, mình không có dài nữa nha, để xem thế nào nha. Sao vậy?
tự nhiên cái dẫn nó đưa mình đang nằm đó. Mình có cảm giác giống như là cái ai đưa dẫn đó các bạn. Mình có cảm giác giống như là ai đưa dẫn hay sao đó. Cảm thấy lạnh người. Mà mình đang ngủ mà sao tự nhiên cái lúc lách cái kiểu như lúc lách cái là mình giật mình dậy, kiểu giống như ai đưa dẫn á. Cái chỗ này để cho mình quên mình đứng ở đây để mình thắt cái coi này vô, cái coi này lúc nãy mình dắt nó. Kỳ ta. Sao lại cảm giác giống như ai đi dở với em? Mình nằm chỗ nào ra không?